Bất luận là địa huyệt Chu Hoàng này hay là Nhâm Diệm Ma Chu đều thuộc loại hồn thú cực kỳ là tà ác. Chuyên môn dựa vào việc liệt sát hồn sư và hồn thú yếu hơn số lượng năng lượng của họ mà tăng cường cho bản thân. Đối với loại hồn thú này, Tiểu Vũ cũng tuyệt đối là không thường tiếc. Địa huyệt Chu Hoàng phẫn nộ kêu lên hai tiếng, đột nhiên cả thân thể của nó chui sâu thêm vào trong lòng đất. Cảnh tượng xuất hiện trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ cực kỳ kinh người. Tưởng tượng thân thể khổng lồ đường kính là đến 5m của địa huyệt Chu Hoàng trong chốc lát lại chui cả vào trong lòng đất. Đấu La Đại Lục Chuyện Chữ Vân 273, Hồn Thú Nhâm Diệm Ma Chu 5 vạn năm phần 1. Lúc mà Đường Tam và Tiểu Vũ đang tình ý mạn lòng thì đột nhiên bị công kích làm đứt đoạn. Hơn nữa công kích đâm xuyên đó còn như là loài giỏi bọ khoét độc xương, cứ như vậy đuổi theo bọn họ. Xem chừng không đạt được sẽ không ngừng lại. Hừ lạnh một tiếng, Đường Tam xoay chuyển người lại giữa không trung, hai tần tam sao kích bắn thẳng đập vỡ truy kích đó. Một tiếng lổ ầm vang lên, không chút chần chừ, đất ở phía dưới trong chốc lát bị phá vỡ bay tứ tán. Đường Tam cũng theo đó đưa Tiểu Vũ xuống mặt đất, hai thần tam giao kích lặng trình trịch đặt trên đất. Chính là trọng lượng 10 vạn 8.000 cân, trong tiếng vang rội ầm ầm. Đất trời kịch liệt rung chuyển, căn bản là không cần thiết sùng mắt nhìn. Vào thời khắc mà đối phương phát động công kích thì tinh thần lực của Đường Tam đã tìm thấy vị trí của quan địa huyệt ma chù đó rồi. Năng lượng ngang ngược dao động nhất thời bạo phát. Sầm một tiếng, một đoàn hắc ảnh cực lớn bị năng lượng tuyệt đối của Hoàng Kim tam giao kích cứng chắc từ dưới đất chấn động bay lên. Vừa đúng với phán đoán của Đường Tam, đó chính là một con địa huyệt ma chu, hơn nữa còn là một con địa huyệt ma chu với thể hình to lớn dị thường. Thân dài đến hơn 5m, so với thông thường phải to hơn gấp mấy lần. Trên lớp giáp xác đen kịt lấp lánh hoa văn màu tro, dưới bụng cực kỳ lớn, nơi đó tồn trữ lứa nhện và năng lượng của nó. Nhấp nháy con mắt nhỏ lam quang mờ mờ kinh hãi nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ. Hiển nhiên nó hiện tại đã biết rằng bản thân lần này động phải là bảng thép rồi. Song phản ứng của con địa huyệt ma chu này cũng nhanh chóng vô cùng, thân thể bị cưỡng ép bắn ra. Trong lúc cơ thể còn đang ở vào trạng thái tê liệt, nó đang cưỡng chế điều khiển chân thể. Chân của nó vừa duỗi thì là một mảnh lớn hoàng kim sáng chói đã bao phủ lấy thân thể của Đường Tam và Tiểu Vũ. Chính là tuyệt học của địa huyệt ma chu, chủ võng tù lung. Không giống với con địa huyệt ma chu mà năm đó Đường Tam đã hấp thu hồn hoàn, lứa nhận mà con địa huyệt ma chu trước mắt này phát ra hiện lên vầng sáng óng. Nó là một màu vàng trong suốt và rõ ràng, phút chốc vào lúc triển khai ra lại làm cho người ta một cảm giác che trời lấp đất. Có thể thấy phạm vi bao phủ của nó lớn đến thế nào. Chỉ vòn vẹn từ một điểm này, Đường Tam đã phán đoán ra được con địa huyệt ma chu trước mắt này tuyệt đối là không chỉ đơn giản là cấp bậc vạn năm. Tuy nó không thể là một con hồn thú cấp bậc là 10 vạn năm, nhưng cũng không phải là cấp bậc như là con địa huyệt ma chu kia. Có thể đây là con địa huyệt ma chu tu vi vượt qua 5 vạn năm. Uy lực chu võng tù lung của nó ít nhất là trên 5 lần so với con địa huyệt ma chu trước kia. Cảm thụ được thực lực của địa huyệt ma chu, Đường Tam không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng không xiết. Trong hồn thú đương thế, hồn thú cấp bậc là 10 vạn năm tuyệt đối là vẫn là thiểu số. Ngoài số đã chết hoặc là đã biến thành nhân hình như là Tiểu Vũ và Mẫu Thân Gia, hai hồn thú cấp bậc 10 vạn năm khác mà Đường Tam biết chính là Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch và Thâm Hải Ma Kình Vương. Hắn trước giờ chưa từng tham vọng bản thân phải có lượng lớn hồn hoàn cấp bậc là 10 vạn năm. Lúc này thân đã có 5 cái đã vượt qua tính toán của hắn rồi, cho nên dù cho hắn có thể hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng lần này trước khi quay về hắn đã định sẵn mục tiêu bản thân chỉ là hồn thú vạn năm, dựa vào hồn hoàn mà hồn thú vạn năm hình thành để bổ sung nhu cầu của cơ thể. Dưới tình hình này, hồn thú vạn năm tu vi càng cao thì tự nhiên là hiệu quả càng tốt. Mà năm hồn hoàn hắn mất đi vì cứu Tiểu Vũ, trừ cái mà Tiểu Vũ nguyên bản hình thành ra, 4 hồn hoàn còn lại đều nhất thiết là phải cùng với hồn thú cùng chủng loại với con đã liệt sát ban đầu mới được. Trước mắt con địa huyệt ma chu tu vi không thường trên 5 vạn năm này, tự nhiên là vật đảm bảo tốt nhất để hắn bổ sung lại đệ tứ hồn hoàn của mình. Đối với cơ hội thế này, Đường Tam làm sao có thể bỏ qua được. Không để Tiểu Vũ ở bên cạnh hắn, Tiểu Vũ mới được an toàn nhất. Đối diện với lưới nhận cực đại sáng lóng lánh đang bổ đến trực diện, Đường Tam hữu thủ nắm vào phần thừa da của hải thần tam so kích đang cắm vào trong lòng đất. Dựa vào sự chống đỡ của cơ thể hắn, bỗng nhiên là lật chuyển lên, chân trái hướng lưới nhận màu vàng óng đó đá đi. Hồng quang mạnh mẽ từ chỗ chân trái của Đường Tam phóng ra, hồng quang nhấp nháy, lưỡi diều cuộn lên kinh động, chỉ nghe một tiếng giòn tai vang lên. Lưới nhận màu vàng óng vô cùng kiên cứng đó trong không trung đã từ một thành hai, hóa thành hai mảnh bay ra lơi xa. Kỹ năng bản mệnh của địa huyệt ma chú tuy là cường đại, nhưng kẻ nó phải đối diện lại là Đường Tam đã được kỹ năng hồn cốt chân phải tà ma 10 vạn năm từ tà ma hổ kình vương, hổ kình tà ma phủ. Kỹ năng sát thương hùng mạnh vậy sao có thể chạy thoát nổi. Đường Tam hiện tại có năng lực hồn thú 10 vạn năm đơn độc kích sát. Còn địa huyệt chu hoàng tu vi vạn năm này trước mặt hắn căn bản là chẳng đáng là gì. Địa huyệt chu hoàng kêu rít lên một tiếng, tại lúc mà Đường Tam dùng hải thần tam giao kích khiến nó từ dưới đất chấn động bay lên. Nó đã sớm biết được bản thân gặp phải đối thủ không thể địch lại được. Đạt đến tu vi vạn năm trở lên thì hồn thú đã có được trí tuệ khá cao.
Chưa kể đến con địa huyệt mà chủ tu vi trên vạn năm này, lúc phát ra chủ võng tủ lùng đó, nó không chút do dự lập tức đã chuyển thần thoái lui, chính là muốn trốn vào rừng cây. Có điều trước mặt Đường Tam, nó thật sự là có khả năng chạy thoát thành công hay sao? Mắt thấy thân thể to béo của địa huyệt chủ hoàng chuyển thần muốn chạy, Đường Tam không khỏi có chút cảm giác sợ khóc sợ cười. Muốn chạy sao lại không dễ dàng như vậy? Quang huy màu xanh nhạt từ chỗ giữa mày của hắn chớp lên rồi chìm đi. Tinh thần lực to lớn tinh khiết như che chở lấp đất lan tản ra. Địa huyệt chủ hoàng đang liều mạng tháo chạy thì đột nhiên nó phát hiện ra hai kẻ loài người kia không biết từ lúc nào đã chặn trên đường đi của nó. Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ vô bì phủ lấp lên trên thân của nó. Sự chấn động tinh thần to lớn nhất thời khiến cho tốc độ của con địa huyệt ma chú này giảm xuống rõ rệt. Nó vốn không phải là hồn thú thạo về tốc độ, mắt thấy Đường Tam và Tiểu Vũ chặn trước mặt, nó vội vàng chuyển thân chạy về hướng bên cạnh, đồng thời một màn hắc quang tràn lên. Trên mặt đất nhất thời sáng lên vô số chồng đất màu đen kịt. Đây là trận thế trông có tính phạm vi, cũng giống như là đệ tứ hồn kỹ của Đường Tam lúc đầu làm ngân tù lung tiến hóa thành kỹ năng làm ngân xuyên thủng vậy. Chẳng qua công kích của con địa huyệt chu hoàng vạn năm trước mặt này phát ra có lực lớn hơn mà thôi. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, lưới lỏng bàn tay đang giữ Tiểu Vũ, hồng quang mãnh liệt đột nhiên tung ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Mặt đất bỗng nhiên lứt nẻ, những chồng đất hắc sắc đó còn chưa đến được trước mặt của hắn và Tiểu Vũ đã bị vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành một phấn trở về với đất. Còn thân thể của con địa huyệt chu hoàng cũng giống như là bị vật gì rất nặng đập xuống vậy, bỗng bổ xuống đất, cả một nửa cơ thể đều bị ném xuống dưới đất. Cái mà Đường Tam sử dụng chính là một trong hai kỹ năng lớn từ hồn cốt cánh tay phải của Thái Thản Cựu Biên, bùn trọng lực. Hiệu quả kỹ năng trong phạm vi nhất định là khiến cho trọng lực chốc lát tăng cường hoặc là giảm yếu. Mức độ tăng cường và giảm yếu biểu hóa dựa theo hồn lực mà người sử dụng bỏ ra. Kỹ năng này vẫn là do trọng lực của Thái Thản Cựu Biên Nhị Minh khống chế lĩnh vực chuyển hóa mà thành. Tuy không thể khống chế phạm vi to lớn giống như là Nhị Minh, nhưng hiệu quả trọng lực sinh ra trong phạm vi kỹ năng sử dụng so với lĩnh vực của Nhị Minh ban đầu lại còn ngang ngược hơn. Những trọng đất trận đó chính là bị trọng lực đột nhiên tăng mạnh ép vỡ. Địa huyệt chu hoàng cũng là dưới tác dụng của trọng lực đột nhiên tăng cường lên trên 20 lần mới bị cưỡng ép đè xuống dưới đất mấy lần. Đột nhiên từ trong bùn đất sẫy sụa ra, địa huyệt chu hoàng không tháo chạy tiếp nữa mà ngược lại đột ngột quay thân, hung hăng nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ. Nó biết nếu không thể hủy diệt hai kẻ địch này thì bản thân sẽ không có cơ hội chạy thoát, duy chỉ có liều mạng mới có được cơ hội sống sót. Đường Tam dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm nó, cũng lại không phát động công kích tiếp. Hắn không vội giết con địa huyệt ma chu này. Kinh nghiệm liệt sát hồn thú từ trước đến nay bảo hắn rằng hồn thú lúc mà tử vong càng là không cam tâm và phẫn nộ thì hồn hoàn sản sinh ra hiệu quả càng cao. Cũng giống như là con nhâm diệm ma chu đầu tiên bị hắn giết chết lúc trước, chính sau khi nó tức giận rồi chết đi mới cho Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Tỷ lệ hồn thú 5 vạn năm sản sinh ra hồn cốt cao hơn nhiều so với hồn thú phổ thông, nhưng hắn còn có bạn đi cùng, còn Tiểu Vũ cần có hồn cốt. Còn địa huyệt ma chu trước mặt này đã như là cá nằm trên thớt, hắn đương nhiên là không cần vội. Phải kích nộ đối thủ đến trạng thái điên cuồng rồi mới đem hạ sát để đạt được lợi ích lớn nhất. Bất luận là địa huyệt chu hoàng này hay là nhâm diệm ma chu đều thuộc loại hồn thú cực kỳ là tà ác. Chuyên môn dựa vào việc liệt sát hồn sư và hồn thú yếu hơn rồi lướt năng lượng của họ mà tăng cường cho bản thân. Đối với loại hồn thú này, Tiểu Vũ cũng tuyệt đối là không thường tiếc. Địa huyệt chu hoàng phẫn nộ kêu lên hai tiếng, đột nhiên cả thân thể của nó chui sâu thêm vào trong lòng đất. Cảnh tượng xuất hiện trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ cực kỳ kinh người. Tưởng tượng thân thể khổng lồ đường kính là đến 5m của địa huyệt chu hoàng trong chốc lát lại chui cả vào trong lòng đất. Cảnh tượng như vậy quái dị đến mức nào, cái khiến người ta kinh ngạc nhất là trong quá trình cả người nó chui vào, mặt đất lại là không có biến hóa gì lớn lắm, chỉ có một ít vết tích của đất sét bới lên mà thôi. Một tiếng bụp nhẹ, mặt đất xung quanh một lượng lớn đất sét đột ngột bay lên trên không, đến thực vật sinh trưởng vô số trên mặt đất cũng đều sôi sục lên. Mà ngay tiếp sau đó, Đường Tam đã mất đi khả năng khóa chặt tinh thần đối với con địa huyệt chu hoàng này. Chuyện gì xảy ra thế này? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Trong phút chốc bùn đất bay lên vừa rồi, con địa huyệt chu hoàng đó dường như là đã tiêu thất khỏi cái lưới tinh thần lớn của hắn. Thậm chí đến một chút vết tích lưới nhận cũng đều không còn lưu lại nữa. Tiểu Vũ nói, ca ca sao rồi? Đường Tam mỉm cười đáp, con địa huyệt chu hoàng này tu vi trên 5 vạn năm, quả nhiên là không giống với con địa huyệt ma chu vạn năm. Nó có lẽ tồn tại một vài kỹ năng tiến hóa mà huynh không biết. Tinh thần lực của huynh hiện tại là đã cảm nhận được ra khí tức của nó rồi, thật có hứng thú. Tiểu Vũ hơi ngẩn ra, đến tinh thần lực của huynh cũng không cảm nhận ra được khí tức của nó. Vậy kỹ năng của nó há chẳng phải là ngang với hãn hải hộ thân cháo của huynh hay sao? Nghe Tiểu Vũ nói, trong đầu Đường Tam quang mang chật lóe. Đúng rồi, cũng chỉ có năng lực giống như là hãn hải hộ thân cháo mới có khả năng khiến cho mình vô phương phát hiện. Cúi đầu hôn nhẹ lên trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ, bà xã vẫn là muội thông minh. Tiểu Vũ mặt ửng đỏ, ai là bà xã của huynh, mới còn chưa gả cho huynh mà. Đường Tam bá đạo ôm chặt lấy Tiểu Vũ, có gì khác biệt nào, trong lòng của huynh muội sớm đã là lão bà rồi.
Đối diện với một con ma thú cấp bậc là vạn năm mà vẫn còn cười nói vui vẻ như vậy, sợ rằng cả giới hồn sư cũng không có mấy người có thể làm được. Có sự đề tỉnh của Tiểu Vũ, Đường Tam đưa ra một phán đoán tinh chuẩn. Con địa huyệt chu hoàng đó có lẽ đã sử dụng một loại kỹ năng ẩn thân. Hơn nữa, kỹ năng ẩn thân này còn có thể ngăn trở sự thăm dò tinh thần. Song kỹ năng của nó hiển nhiên là không có khả năng so sánh được với hãn hải hộ thân cháo mà bản thân đạt từ tâm của hải thần. Hơn nữa, tinh thần lực của bản thân cường đại đến mức nào mà lúc này lại cảm giác không ra sự tồn tại của nó. Vậy thì rất có khả năng con địa huyệt chu hoàng này đang bảo trì sự yên lặng bất động. Trước đó một mảng đất sét đột nhiên bay lên cũng đã đủ để giải thích rồi. Có lẽ là con địa huyệt chu hoàng đó đã chui xuống dưới đất vì để mê hoặc mình nên mới dùng năng lượng đẩy cho đất đó. Hồn thú cấp cao quả nhiên thông minh, đáng tiếc người mà nó gặp phải lại là mình. Cười nhạt một tiếng, trong lòng Đường Tam ngầm nói: địa huyệt chu hoàng ơi là địa huyệt chu hoàng, cơ thể cực đại như vậy của người, kể cả có ẩn thân bất động thì lẽ nào ta lại tìm không ra người hay sao? Nếu đến một hồn thú như ngươi ta cũng không giải quyết được thì ta còn dựa vào cái gì mà đòi tìm vũ hồn đế quốc báo thù đây? Đúng vào lúc Đường Tam đang chuẩn bị dùng thủ đoạn ép địa huyệt chu hoàng ra thì đột nhiên hắn động thần sắc, thấp giọng rồi nói: có người đến, 8 người đều là hồn sư, 4 người trong đó nhất định là có thực lực cấp bậc hồn thánh, có một người có lẽ là cấp bậc hồn đấu la, chắc là tiểu đội hồn sư chuyên môn săn giết hồn thú, có lam nhân của mình làm chỗ dựa. Tiểu Vũ thậm chí là không muốn động não, vậy chúng ta làm thế nào? Đường Tam nhàn nhạt cười đáp, xem trước một chút rồi nói, yên tĩnh quan sát biến đổi. Trong khi hai người đang trao đổi thì từ một bên khác, ba đạo thân ảnh đã nhanh chóng đến trước mặt bọn họ. Trong 8 người, có 4 người mặc đồ bó sát bạch sắc, 3 người mặc trường bào hoàng sắc. Chỉ có một người trên thân mặc trường bào hồn đấu la tiêu chuẩn màu đen. Cách ăn mặc này, trước đây Đường Tam đã từng thấy qua trên thân của ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Trường bào màu đen cao quý trên thêu sợi vàng, song mục quang của Đường Tam rất nhanh đã lạnh xuống. Tiểu đội liệt sát hồn thú có thể Đường Tam sẽ không có cách nghĩ gì, nhưng trên vai phải của 8 kẻ đột nhiên xuất hiện này đều theo hai chữ nhỏ kim sắc cổ đơn giản: vũ hồn. Trung ương hai chữ vũ hồn còn có một thanh trường kiếm kim sắc. Dấu hiệu này Đường Tam quá quen thuộc rồi, chính là ký hiệu của vũ hồn đế quốc. Thanh trường kiếm kim sắc có lẽ chính là đại biểu cho vũ khí thanh kiếm mà hồn sư thiên sứ sáu cánh đã hóa thành. Ban đầu sau khi vừa cùng Thiên Nhậm Tuyết chiến đấu thì Đường Tam đã minh bạch được tại sao trên lệnh bài của vũ hồn điện chính ở vị trí quan trọng nhất lại chính là ký hiệu thanh trường kiếm đó. Hiển nhiên 8 người trước mắt là 8 hồn sư đến từ vũ hồn đế quốc, chỉ là nơi này vẫn trong lộn cảnh của Thiên Đấu đế quốc, bọn họ làm sao dám vào làng nhập xâm lâm để săn giết hồn thú? Lá gan quả thật không nhỏ, rõ ràng là tự ý mình có thực lực. Mấy người này tuổi toàn bộ đều khoảng 50, 4 hồn sư mặc đồ bạch sắc có vẻ là hồn đế cấp bậc là 60 trở lên, 3 hồn sư mặc hoàng y là hồn thánh, còn kẻ hắc y đó không nghi ngờ gì chính là hồn đấu la của vũ hồn điện. Vị hồn đấu la này liêm kỳ ước chừng là ngoài 70, da màu đen đồng, đôi mắt nham hiểm mang theo quang mang u ám. Vừa xuất hiện thì một quang đã ngừng lại trên người của Đường Tam và Tiểu Vũ. Lão già hắc y thấy Đường Tam và Tiểu Vũ còn trẻ như vậy, thân tình kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, vẫy vẫy tay với đồng bọn bên cạnh. Trong giới hồn sứ, thực lực là căn bản của mọi thứ. Là một cường giả cấp bậc hồn đấu la, lão coi thường những người trẻ tuổi như Đường Tam và Tiểu Vũ là một việc hết sức thông thường. Một hồn đế bạch y đi đến phía trước Đường Tam và Tiểu Vũ, trông thấy dung nhan tuyệt sắc như vậy của Tiểu Vũ, trong mắt hắn không khỏi lóe lên vài phần tham lam, âm thầm lút lước bọt. Trong mấy hồn sư này, hắn là kẻ trẻ nhất, năm nay mới là 55 tuổi, mà cơ thể hồn sư khỏe hơn nhiều so với người bình thường. Kể cả là 7-80 tuổi, muốn gần lữ sắc cũng là tuyệt không thành vấn đề. Lữ nhi thuần khiết tuyệt sắc như là Tiểu Vũ hắn mới lần đầu tiên gặp, mà ở vũ hồn đế quốc hắn lại ngang ngược quen rồi, sao có thể là không động tâm được. Này hai người các ngươi, qua đây trả lời. Hắn lười nhác dừng chân ở ngoài 30 mét trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ, khua cua tay về phía bọn họ giống như là triệu gọi đầy tớ, rồi lại chỉ chỉ mặt đất trước mặt mình như thể là muốn thế nào được thế ấy. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ truyện chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.